không biết thấy sao, chứ thực chất là những cái ngày mà đặt ra tràn cái ngày lễ tình nhân, ngày làm việc là tình nhân có lễ, nhưng mà gặp hội này tạo ra mỗi ngày để chi, anh phải đi mua đồ tặng bạn gái, anh phải đi mua hoa, anh phải đi mua quà thì mới bán được hàng. Đó cũng là một cái mà các nước phương Tây tạo ra, chứ thực chất không có cái ngày lễ nào mà quay được. Nhưng mà cái đó lâu đời rồi, cả mấy trăm năm nay thì coi như là một cái nét văn hóa đặc trưng của tụi châu Âu thế thôi, nhưng mà nó không phải là của người Việt, mà cũng không phải là của người Á Đông, mà để cái sự việc này mà nó xảy ra dẫm đạp nhau như vậy, mình cũng thấy thực sự là mình cảm thấy mình tiếc. Rõ ràng trước mắt là vì mình thành kính và chia buồn, thứ hai nữa là mình cũng nói một cách sơ sơ bảo vệ nước Nam Hàn chứ không phải nước Việt Nam mình, mà nói đây á có nghĩa là mình giống như mình ngăn ngừa cho cái nước Việt Nam mình để khỏi phải có một cái sự lặp lại mà nó nguy cơ mà xảy ra như vậy. Bởi vì theo tôi nói như vậy, anh Thanh Phượng sao, Trung sao, tất cả mọi người coi thử có lên tiếng coi sao. Cái này ra thì đầu tiên thì mình đã xin lỗi rồi, mình chia buồn tất cả mọi người nạn nhân của Hàn Quốc, mà theo mình nghĩ mình cũng có một cái thứ giác mắc là có nhiều người nó là văn hóa đặc trưng của Mỹ mà giờ nó lan tỏa cả thế giới rồi, nhưng mà thì khi đôi lúc có cái gì mình cảm thấy cái gì nó hơi sai, là bởi vì văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây hoàn toàn khác biệt. Thằng Mỹ nó đúc ngang, nó không có thờ cúng đúng không, mà trong khi đó người Việt mình, người Trung Hoa là người Á Đông thì thường đúc ngang cúng ông bà. Đó là nói một cách ngụy biện, là nó bào chữa một cách buồn cười, nhưng mà thôi kệ. Cái này á mà nói thì là tất cả những người Việt Nam mình nó có tính cách là hướng ngoại, vọng ngoại nhiều quá, cái gì của Mỹ cũng đi vô. Rồi mai mốt đây á, anh biết rồi, anh ở đây lâu, tôi không ở lâu, anh biết rồi, ví dụ như ở Mỹ nó có những cái là club và night club, anh biết rồi, như là đó thì cái văn hóa, điều hóa đặc trưng của mấy Mỹ, mà không lẽ mai mốt đây mới vô Việt Nam nữa hả? Nó nghe đây thế chưa, nó có gì mình nói điều này có nghĩa là cái hay á thì mình học, mà cái dở không phải đất nước mình thì mình nên tống ra. Có nghĩa là mình có sự lựa chọn văn hóa giao thoa, mà có nghĩa là tôi học hỏi anh là tôi học hỏi cái hay, chứ tôi chẳng bao giờ học hỏi. Mai mốt nữa, mai mốt ở Việt Nam mà học hỏi nữa đóng mẹ nó có cái khôi giống như đường mà tụi đóng người khác luôn rồi, vậy là hay á, cũng không đúng thấy chưa. Thành là cái gì tôi mới nói với anh là cái gì đúng thì mình theo, cái nào sai thì gạt ra, nói một cách khác là như vậy. Nói đây là bởi vì ngày xưa chúng ta không tự chủ, chúng ta là bị chiến tranh và du nhập văn hóa phương Tây vào, thằng Mỹ đem quân vào, đem luôn văn hóa vào thì nó mới bị, anh hiểu không? Bây giờ khác, ở Việt Nam mình là một chính thể, từ Nam tới Bắc cũng thể, thành ra không có cái vụ đó. Tôi nghĩ như vậy. Nếu bây giờ thì cái phong trào happy nó không có được, anh lại mình làm được. Thì nãy giờ tôi qua nói rất là nhiều lần bây giờ chấp nhận văn hóa của phương Đông và phương Tây, tôi học anh cái hay tôi học, cái dở tôi loại ra. Bởi vì ở Mỹ này cũng có nhiều cái hay mà cũng có nhiều rất nhiều cái dở. Anh cứ gom hết đem về một đống, và ở đây tôi không đủ thừa hết, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng có một số người vọng ngoại, rất là vọng ngoại, hay cái gì của Mỹ gọi là được số 1, kể cả Halloween lễ tình nhân rồi kiểu như Thanksgiving, rồi Thanksgiving dính líu gì tới ông gì Việt Nam mình, ông nội mình, không phải thứ gì mình cũng đem vào. Nó phải có một tính cách, cái văn hóa mà nó thích hợp với lại cái văn hóa phương Đông thứ nhất, rồi thứ hai nữa là phải thích hợp với văn hóa của người Việt, thí dụ là vậy. Còn những cái văn hóa, những cái lễ hội mà nó chẳng cái ăn nhập gì, mai mốt này nó bắt chước là kiểu Tây Ban Nha nó chơi nó để bò đi thôi, nó lại vui nha, nó lại tập cũng nghĩ Việt Nam cũng ăn luôn, thấy chưa? Cái đó là cái mở cái là ở đây mình có một số thành phần người Việt mà họ không có suy nghĩ sâu, mà cái gì về thằng Mỹ là cứ ăn lễ là cứ đăng theo thôi, cái thằng Thanksgiving nó đâu có dính dáng gì tới Việt Nam đâu, mà nó cũng chơi nó cũng ăn luôn. Rồi tôi nghĩ là mai mốt hàng ngày 4 tháng 7 qua lễ độc lập của Mỹ nó cũng chơi luôn, thì tôi nói rốt cuộc là cái nước mình nó hầm bà đằng sáng tấu rồi, nó không có cái gì gọi là Việt Nam quá, gọi là nói chung là một cái phong tục tập quán đẹp của người phương Đông, nó mất dần từ từ, nó mất dần, anh thấy không? À, đọc báo rồi mà nghe tin tức rồi báo đầu mỗi người nói một nẻo về cái chuyện mà nó xảy ra ở Hàn Quốc á, thì nãy mình nói rồi. Cái đó là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho người Việt mình thế thôi. Từ hôm nay các bạn cũng khá dài rồi, chúng ta mình tạm biệt nhau ha, cho anh biết anh tưởng ha. Ok, chào rồi, cảm ơn tất cả.